Hello, cô Anh Phương xin chào tất cả các em. Cô đang ở phòng quay và hôm nay thì cô sẽ chữa một cái bài tổng ôn ngữ pháp tiếng Anh cho các em. Các em thân mến, trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia thì chúng ta sẽ phải làm những cái câu hỏi ngữ pháp ở trong đề. Câu hỏi ngữ pháp thì sẽ chiếm khoảng tầm trên dưới 1 phần 3 các câu hỏi ở trong đề, không nhiều hơn 1 phần 3 đâu ha. Và cái phần ngữ pháp được cho là một cái phần mà các em sẽ cần phải làm được đúng hết các câu hỏi trong đề. Bởi vì sao? So với từ vựng thì ngữ pháp tuy khó nhưng mà nó vẫn là dễ. Bởi vì nếu như so với từ vựng thì ngữ pháp chắc chắn là dễ hơn rồi. Vì thế nên là đã là câu hỏi ngữ pháp thì mình cần phải làm được thì điểm mới cao được. Và có nhiều bạn nói rằng là em học ngữ pháp 12 năm nay rồi nhưng mà vẫn không làm được bài, đúng không? Thì trong tháng này nhá, thì cô sẽ livestream cũng như là cô sẽ mở ra một cái khóa học. Đó chính là khóa S30C. Thì đây sẽ là một cái khóa mà cô chữa các cái bài bài tập tổng ôn toàn bộ ngữ pháp tiếng Anh cho các em, để trong một khóa học thì các em sẽ đạt điểm số rất là cao ở cái phần này. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn với các câu hỏi của tiết học ngày hôm nay nhá. Ok, tổng ôn ngữ pháp tiếng Anh cùng với cô Mai Phương. Trong buổi tối ngày hôm nay thì cô sẽ chữa chúng ta 20 câu hỏi ha. Đấy, mỗi buổi tối mà mình cứ học khoảng tầm độ 20, 30, 40 câu là đẹp. Thì cô nhắc lại đó là trong tháng này ấy, trong tháng 11 này nhá, thì cô sẽ có cái khóa học, đó là khóa S30C ha. Thì cái khóa học này sẽ là cái khóa học mà mình sẽ học hàng ngày luôn, tất cả các ngày. Mỗi ngày mình sẽ có một video bài giảng của cô nhá. Đấy, một cái video này thì sẽ là cô sẽ đưa ra các cái bài giống như ngày hôm nay mình học này. Và sau đó thì chúng ta sẽ được học một video này và sẽ có thêm một cái bài thi online. Đó, một cái bài thi online nhá. Và cái điểm nổi bật của S30C ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là các em bắt buộc là các em sẽ phải học theo và cái lộ trình bài giảng mà cô đưa ra ở đây, tức là mình học cấp tốc trong vòng 1 tháng luôn, và để mình có thể đạt được một cái kết quả nào đó trong cái kỳ thi của mình. Và nếu như mà các em đăng ký vào khóa học này rồi ấy mà các em lười, các em không học ha, là các em sẽ bị đuổi khỏi lớp. Đó, và bây giờ mình sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên các em nhé. Câu hỏi số 1 này là liên quan đến câu hỏi về articles, về mạo từ đúng không? Nào, ở đây chúng ta có National Weather Service, nó là một cái trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia đúng không nhỉ? Thì về cái dịch vụ này thì nó đã là một cái cơ quan đúng không ạ? Mà cơ quan này là đã xác định rồi, luôn luôn được xác định nó là một cái cơ quan. Vì thế nên cái này nó sẽ phải có dơ này, phải có dơ. Và các em có thể thấy này, cái đáp án trắc nghiệm nhá, có một cái câu đầu tiên này là không có, còn lại ba cái này đều có này, thấy không? Như vậy cái khả năng có rất là cao, đấy là chính là cái cách để mình làm câu hỏi trắc nghiệm đấy, đó là ba cái này có dơ mà cái này không có dơ thì nhiều khả năng nó sẽ là dơ như này. The National Weather Service. Now cyclones là lốc xoáy, và cái câu này có vẻ như là một cái định nghĩa, tức là theo cái này thì những cái lốc xoáy này nó là các cái khu vực gió gọi là xoáy theo chiều đúng không nhỉ? Thì cái cyclones này của chúng ta là lốc xoáy, và mình đang nói đến chuyện là nó là gì đấy, nó là một cái định nghĩa. Thì định nghĩa là những cái định nghĩa chung chung đúng không? Vậy thì cái này mình không nên có dơ, cái này không nên có dơ. Lốc xoáy là những cái khu vực mà có gió xoay theo cái chiều ngược chiều kim đồng hồ, được chưa? Và nó là các khu vực thì cái này cũng đang chỉ là một cái định nghĩa thôi, nên là cái này mình cũng sẽ không nên dơ gì cả, được chưa? Và tiếp theo đó là mình có Bắc bán cầu và Nam bán cầu. Những cái này là xác định rồi, nên là luôn luôn là cũng sẽ phải có dơ. Luôn luôn phải có dơ nhá. Được chưa? Đấy, vì các em để ý này. Trong 4 đáp án B, C và D là 2 đáp án cái này loại rồi nhá. B, C, D còn lại thì cái này là ân với dơ. Northern Hemisphere là Bắc bán cầu và Southern Hemisphere là Nam bán cầu. Đương nhiên hai cái này mạo từ nó phải giống nhau. Ở đây nhìn mạo từ ân với lại dơ như thế này là chắc chắn là sai luôn, đúng không? B và C thì hoặc là không có dơ hoặc là cùng có dơ, được chưa? Nhưng mà hai cái đáp án còn lại đấy thì hai cái này cũng kiểu định nghĩa giống nhau, tức là lốc xoáy là những cái khu vực này thì nó cũng là định nghĩa giống nhau, thì nó cũng phải giống nhau. Vì thế nên là đáp án đúng đây là đáp án B. Ở đây cô không chỉ giải thích cho các em trên cái lý thuyết ngữ pháp là về mạo từ,
Mà cô còn phân tích cái cách người ta ra đề trắc nghiệm như thế này để các em biết. Được chưa? Thì ở đây nhá, cái cô nhắc lại đó là cái trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia này thì mình sẽ phải có dơ, vì đây là một cái tổ chức đã xác định rồi. Bắc bán cầu, Nam bán cầu cũng là những cái thứ duy nhất nên luôn luôn phải có dơ. Còn cái này nó là một cái định nghĩa. Đấy, những cái lốc xoáy là các cái khu vực như thế này thế kia, nó là các cái định nghĩa thì mình không cần dùng dơ. Mình dùng chung chung như thế này thôi. Dùng danh từ số nhiều để chỉ chung chung mang tính chất định nghĩa. Cái này cô đã hướng dẫn trong khóa ngữ pháp tiếng Anh trọn đời. Được chưa? Cái khóa đó khi mà mình đặt câu ví dụ về danh từ đếm được số nhiều ấy thì hay có một câu ví dụ đó như này. Dogs are loyal. Loài chó thì rất là trung thành ấy. Thì lúc này dùng từ dogs là một cái danh từ số nhiều và nó chỉ chung chung là gì? Những con chó thì nó rất là trung thành. Được chưa? Và nếu như mình muốn dùng the nhé thì mình hay dùng là the dog để chỉ loài, và mình sẽ nói là the dog is loyal. Hai câu này như nhau. Ok chưa? Nhưng cái câu này thông dụng hơn này. Người ta hay dùng những cái danh từ số nhiều chỉ những cái từ số nhiều chỉ loài như này, xong rồi là dùng cấu trúc như thế này để định nghĩa. Đấy, loài chó thì thường rất là trung thành. Thì cũng không khác gì là lốc xoáy, đây là những cái khu vực gì đấy thì mình cũng đều không có dùng mạo từ và dùng danh từ đếm được số nhiều như thế này. Đồng ý chưa ạ? Các em có thắc mắc gì câu này không? Không nhá. Rồi câu số 2. I can't believe Mr. Jackson sent a check for $100,000. I wish get better acquainted with him the day he was there. Tôi đã không thể tin rằng, tức là không phải đã mà là tôi lúc này là không thể tin được là ông Jackson đã gửi chúng ta một cái séc là 100.000 đô la. Một khoản tiền rất là lớn đúng không? Và bây giờ tôi ước rằng là khi mà ông ấy ở đây, cái ngày mà ông ta ở đây nhé, là ở trong quá khứ đúng không? Thì tôi ước rằng là chúng tôi đã đúng không ạ? Như vậy là ước một sự việc xảy ra ở trong quá khứ đúng không? Thì chỗ này mình sẽ phải chia ở quá khứ hoàn thành. Được chưa? Đấy là kiến thức về câu điều ước I wish hoặc là if only. Nếu như là ước cho một tình huống ở trong quá khứ, khi mà ông ấy ở đây, tôi ước gì chúng tôi đã thân quen với ông ấy nhiều hơn, bởi vì là mới chỉ thân quen sơ sơ thôi mà đã gửi séc 100.000 đô rồi, nếu mà thân quen sâu đậm thì chắc là phải được triệu đô thì sao đúng không? Thì ở đây mình có I wish với if only là câu điều ước, và ước trong một quá khứ thì mình sẽ dùng quá khứ hoàn thành. Quá khứ hoàn thành ở đây là đáp án C. Được chưa? Đấy, những câu như này thậm chí chả cần quan tâm những đáp án khác đâu. Chắc chắn là đúng rồi đúng không ạ? Ok nhá. Ok, bây giờ sẽ là câu số 3 nhá. You look so tired. You out too late last night. Là có nhiều bạn suy nghĩ rằng là câu này là tại sao nó lại mang cái câu này là hiện tại, là bạn bạn trông mệt đúng không? Có một cái kiểu câu khác nữa mà người ta sẽ dùng thì hiện tại hoàn thành ở đây, có nghĩa là bạn trông mệt thế, chắc là bạn đã và đang làm gì để dẫn tới cái kết quả hiện tại bây giờ đang mệt đúng không? Nhưng tuy nhiên, chả liên quan, câu này người ta lại nói đến là tối ngày hôm qua. Và ở đây sẽ là một cái câu dự đoán ở trong quá khứ là gì? Bạn trông mệt như thế này thì chắc là tối qua thức muộn đúng không? Thì cái dự đoán ở trong quá khứ nhá, mà dự đoán chắc chắn là ai đó chắc chắn đã làm gì ở trong quá khứ thì mình sẽ dùng must have cộng với P2. Được chưa? Đấy, còn cái này là chắc chắn là đã, tức là cái câu này là đã nên làm gì ở trong quá khứ thì dùng should have P2 nhá. Thì câu này là trong quá khứ, tối hôm qua là lẽ ra là trong quá khứ, tối hôm ngày hôm qua là chắc chắn là bạn đã làm gì. Thì ở đây là bạn đã đi chơi, been out too late. Tức là chắc chắn tối qua là bạn đã đi chơi về rất là muộn đúng không? Thì sáng nay trông mệt mỏi như thế này đúng không ạ? Đấy, đây là cấu trúc câu dự đoán nhá. Cấu trúc câu dự đoán, prediction, dự đoán ở trong quá khứ. Thì nó sẽ có một số cấu trúc như là chắc chắn là đã xảy ra trong quá khứ thì dùng must. Chắc chắn là đã không thì dùng can hoặc là couldn't. Và cộng với have cộng với phân từ hai, nhớ rằng là đều sẽ phải có dạng have phân từ hai như thế này, vì ở trong quá khứ nhá, mà dự đoán ở trong quá khứ là phải có cái cấu trúc như thế này. Còn should have cộng với phân từ hai thì mang nghĩa là đã nên làm gì ở trong quá khứ. Thấy chưa? Rồi câu số 4 nhé. We've had a burglar alarm installed in our holiday cottage. We will feel happier about living it unoccupied for long periods. Thì ở đây chúng ta có, đây là những câu hỏi về liên từ đúng không? Mình có for fear that, vì sợ rằng này, so that là để mà này, now that thì nó bằng với because, mang nghĩa là vì, và provided that thì mang nghĩa là nếu. Cái này sẽ giống như là if, cái này giống như là because. Thì câu này là chúng tôi đã cho lắp đặt ha, một cái chuông chống trộm, một cái báo thức chống trộm đúng không nhỉ? Ở cái khu nghỉ mát của chúng ta, của chúng tôi.
để mà chúng tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi để nó là không có người trông coi trong quãng thời gian dài. Thì ở đây là thể hiện cái mục đích, cái purpose, cái mục đích, đúng không? Mục đích ở đây là để mà làm gì? Chúng tôi làm cái việc này, install cái này để chúng tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Thì để mà đây mình sẽ dùng so that, được chưa? Chứ không phải là vì sợ rằng, đúng không? Chứ không phải là bởi vì chúng tôi thế này thế kia hay là nếu. Ok chưa? Rồi câu số 5. Amazon.com is an America multinational technology company based in Seattle, Washington. À, câu này lại là câu về mạo từ đúng không? Thì ở một cái thành phố nào đấy thì chúng ta không cần mạo từ. In Seattle, Washington, that focuses on e-commerce, cloud computing and artificial intelligence. Thì tập trung vào cái gì? Thì mình có ba cái như thế này. Và các em để ý là đây là một cái dạng cấu trúc liệt kê đúng không? Hai cái này nó chẳng rơi chẳng riết gì cả. Và nó đều là những cái danh từ không đếm được và nó là dạng liệt kê thôi. Là tập trung vào cái này và cái này. Và không có gì là phải là xác định hay gì cả. Nên là mình cũng không điền mạo từ gì cả. Được chưa? Thì câu này mình sẽ lựa chọn đáp án đúng sẽ là đáp án B. Ok nhá. Đấy, tập trung vào cái này và cái này. Đúng không? Thương mại điện tử này, điện toán đám mây này và trí thông minh nhân tạo. Artificial intelligence là AI. Ngày nay thì AI rất rất là quan trọng và phổ biến nhé. Người ta quan tâm rất là nhiều đến cái này. Rồi bây giờ sẽ là câu số 6 các em nhé. There are two major factors this decrease in the number of students an MBA degree in their countries today. Bây giờ là Zera là đã có là có rồi đúng không? Zera ở đây đã là có rồi đúng không ạ? Bây giờ có hai nhân tố đúng không? Có hai nhân tố thì chắc chắn chỗ này sẽ là giả mệnh đề. Bởi vì không bao giờ có thể điền verb đàng hoàng vào đây được khi mà đã có gera ở đây rồi thì chỗ này chắc chắn là chỉ có thể là verb ing hoặc là verb ed để giả mệnh đề thôi. Đúng không? Có hai cái nhân tố mà đã gây ra cái này thì cái này là cấu trúc giả mệnh đề và mình sẽ dùng causing. Causing có nghĩa là that cause. Có hai cái nhân tố cái mà nó gây ra thì sẽ là that cause. This decrease in the number of students thì that cause mình sẽ giảm đi còn causing. Tập trung vào đáp án C và đáp án D. Thì bây giờ mình có to seek và seeking. Thì đây nhá, giảm trong cái số lượng học sinh, người mà đang tìm kiếm không? Thì cái này sẽ lại là who seek. Who seek thì mình giảm đi sẽ còn là seeking. Như vậy câu này chọn đáp án D. Và cả hai chỗ này đều sẽ là giảm mệnh đề quan hệ. Dạng chủ động thì dùng verb ing. Bị động thì mình sẽ dùng phân thứ hai. Còn chủ động thì dùng verb ing. Nào, cô nhân nói luôn nhá. Khi mà cô nói những cái lý thuyết như thế này mà bạn nào cảm thấy rất là lơ mơ đúng không? Thì chúng ta là đang là ở cái mức đáng báo động về cái khả năng tiếng Anh của mình. Về ngữ pháp là dễ rồi. Mà nói như thế này mà không hiểu đấy thì ngay lập tức là học ngữ pháp ngay giúp cô nhá. Nếu không là sẽ quá muộn. Bây giờ các em học là vẫn còn kịp. Nên là cô đưa ra cái khóa học S30C ở trong cái tháng 11 này ấy, là để nhắc nhở các em và để các em có thể là học ngữ pháp một cách hoàn thiện đi. Sau khi tháng này mà hoàn thiện về ngữ pháp đi, tháng sau mình có thể lại là quay lại học ôn tập tiếp về từ vựng, luyện giải đề, học về đọc hiểu nhiều hơn nữa, đúng không ạ? Thì điểm mới cao được. Bây giờ sẽ là câu số 7 nhé. The receptionist didn't know whom the message was intended. Thì cái này nó là một cái giới từ đi trước whom, nhưng thực tế ra nó lại là giới từ của cái từ này. Là cái người lễ tân này không biết là cái tin nhắn này là dành cho ai. Mà cái intended thì cấu trúc của nó sẽ là intend something for somebody. Dành cho ai thì dùng for somebody, for somebody nhé. Đúng không? Cái này là hướng, cái này là nhằm đến cho ai, là for somebody. Ví dụ như là cái khóa học của cô chẳng hạn S30C is intended for high school students. Đấy ạ. Thì được nhằm là cho ai thì cái này mình dùng for C. Câu số 8 nhá. Câu này mình có phẩy rồi này. Như vậy là chỗ này sẽ phải nối hai cái mệnh đề này lại với nhau. Mà khi nối như thế này ấy thì câu này sẽ sai ngay này. Bởi vì câu này nó là he cộng với lại là động từ như thế này thì không thể nào mà nối được hai mệnh đề với nhau. Nó không có liên từ để nối. Cái that này cũng không thể nào mà that they saw the bear xong rồi phẩy lại một mệnh đề tiếp ở phía sau như này được. Không có. Không có luôn. Khỏi phải nghĩ. Đáp án A này, when saw cũng sai ngữ pháp luôn. Nếu như when mà đến động từ luôn thì chứng tỏ là nó sẽ phải là giả mệnh đề là when seeing thì mới đúng được. Nếu như dùng saw thì phải có chủ ngữ rồi mới cộng với động từ. Được chưa? Nên là câu này mình chọn đáp án D. Upon seeing the bear thì nó sẽ bằng với lại là when we saw the bear. Đúng không?
hoặc là when he saw the bear, hoặc là một cái chủ ngữ gì đấy mà nó sẽ là cái chủ ngữ của cái vế sau này. Người ta giảm hai cái mệnh đề có cùng chủ ngữ thì người ta sẽ giảm cái này đi. Còn là when seeing hoặc là upon seeing thì câu này là gì? Khi nhìn thấy con gấu thì cái tên trộm đấy thì đã gì đó, đúng không ạ? Đấy, đã có một cái hành động gì đấy mà khiến cho những cái người lính ở đây là sau đấy là bắt giữ cái người đàn ông này, đúng không ạ? Rồi, câu số 9 nhé. If you think and behave as if, nào bây giờ kiến thức là kiến thức về giả định, as if cứ như thể là. Cứ như thể là một kiến thức giả định và nó mang một cái nghĩa, có nghĩa là gì nhỉ? Tức là mình nó không có thật. Đó, ví dụ như ở trong khóa ngữ pháp nhé, thì cô hướng dẫn chúng ta một cái câu rất là dễ nhớ như thế này. Anh ta nói là he talks, anh ta nói chuyện nhé. Cứ như thể là as if he were my father. Anh ta nói chuyện cứ như thể là anh ta là bố tôi ấy. Ví dụ này nghe buồn cười đúng không? Thì cái talks này là ở hiện tại đơn và nó miêu tả cái hành động là anh ta thường hay nói chuyện. As if hoặc là as though như nhau đều mang nghĩa là như thể là. Và như thể là tức là nó không có thật. Không có thật là giả định. Và giả định thì phải lùi thì. Lùi thì cái này hiện tại thì xuống đây sẽ là quá khứ. Lùi một thì xuống đây là quá khứ. Cho nên là câu này mình đang thấy là ua được chia ở quá khứ. Bởi vì là nó đang lùi từ hiện tại xuống quá khứ. Được chưa? Và nó là cái hành động không có thật. Anh ta có phải bố tôi đâu, đúng không? Nhưng mà anh ta nói cứ như thể anh ta là bố tôi ý. Và đồng thời cũng giống như câu điều kiện, to be luôn luôn phải chia là ua dài với tất cả các ngồi. Đó là cái kiểu của câu giả định. Thì bây giờ câu này cũng thế. Nếu như bạn nghĩ và bạn cư xử cứ như thể là bạn gì tốt hơn người khác, người ta sẽ miêu tả bạn như là gì đấy, như là những kẻ hợm hĩnh, thì câu này rõ ràng không có thật, đúng không? Thì cái câu này mình sẽ thấy rằng là nếu như bạn suy nghĩ và bạn cư xử cứ như thể là bạn tốt hơn mọi người khác thì người ta sẽ miêu tả bạn như là gì đấy, như là những kẻ tự cao tự đại. Ở đây là stuck up, đây là tự cao tự đại nhá, nó giống như là từ snobbish, hợm hĩnh, tự cao tự đại. Được chưa? Và thực tế ở đây là mình không hề tốt hơn người khác, đúng không? Nhưng mà mình cư xử cứ như thể là mình tốt hơn người khác. Như vậy mình sẽ dùng cấu trúc giả định ở đây là với từ were. Luôn luôn là dùng were với tất cả các ngôi, thì ở đây mình cũng sẽ dùng were. Được chưa? Ok nhá. Rồi câu số 10. Once, with the latest technology, many vehicle manufacturing factories are believed to reduce emissions of nitrogen oxides drastically. Thì cái này once là một cái liên từ chỉ thời gian, nó giống như là when ha, hoặc là nó giống như là as soon as, ngay sau khi. Ngay sau khi mà được trang bị. Cái này nó phải là được trang bị bởi vì chủ ngữ của vế sau này nó là cái nhà máy, thì nó cũng sẽ là chủ ngữ của cái vế trước này. Đó. Chủ ngữ sau dấu phẩy sẽ là chủ ngữ chung của cả hai mệnh đề. Thì tức là ở phía trước này sẽ là những cái nhà máy này sẽ là những cái nhà máy mà được trang bị với cái công nghệ mới nhất. Và những cái nhà máy này được tin là sẽ giảm cái lượng khí thải khí oxy nitơ, đúng không? Oxit nitơ, đúng không ạ? Thì ở đây sẽ là một khi mà được trang bị nhé, được trang bị. Thì câu này phải là giảm mệnh đề bị động, đúng không? Cái này là chủ động này. Bị động của nó phải là having been equipped. Cái này cũng là chủ động này. Có mỗi hai cái này là bị động thôi ha, nhưng cái này sẽ hợp lý hơn. Vì sao? Once equipped, thứ nhất là dùng phân từ hai luôn để giảm mệnh đề bị động. Khi mình dùng là once equipped thì nó sẽ mang nghĩa là once they have been equipped, thì cái này đó là đang là bị động của hiện tại hoàn thành. Và hiện tại hoàn thành cái chính xác hơn ở trong câu này, bởi vì nó muốn ám chỉ rằng là cái hành động này xảy ra trước, là khi mà đã được trang bị rồi thì nó được tin là sẽ giảm thế nọ thế kia. Thì chia là hiện tại hoàn thành, bị động ở đây sẽ là they have been equipped. Và they đây chính là thay cho factories, đúng không ạ? Và với một cái câu bị động như thế này, khi giảm mệnh đề chỉ cần giữ lại equipped là xong. Thì bây giờ nhiều bạn hỏi là bây giờ dùng being equipped được không? Nếu mà so với equipped thì cái này sẽ không hay bằng. Bởi vì người nếu như mà để mà chuẩn xác ra thì câu này mình sẽ lên làm là nên làm lại once having been equipped thì nó mới chính xác với câu này, bởi vì nó ăn từ câu này ra. Đây là being equipped thôi thì nó chưa có đúng, đúng không? Hả? Nếu mà mình dùng being equipped thì câu gốc của nó sẽ phải là once they are equipped. Mà they are equipped thì nó chưa đúng với câu này, bởi vì nó muốn nhấn mạnh rằng là nó đã xảy ra xong rồi, tức là khi một khi mà đã được trang bị rồi thì nó sẽ giảm được cái kia. Nên nó phải là having been equipped mới đúng cơ.
Được chưa? Còn nếu không thì dùng equip không luôn thôi cho nó nhanh. Vậy nên câu này tóm lại là dùng equipped. Rồi, câu số 11 nhá. If you have something important, chắc chắn sẽ là to say. Khi dùng cái something, khi dùng tính từ như thế này. Thứ nhất là khi có something thì phía sau là dùng tính từ. Và tính từ thì luôn luôn đi với to verb như thế này, rất là dễ. Nếu bạn có một cái gì đó quan trọng để nói thì bạn nên nói to nó ra thay vì là cứ thì thầm với nhau như vậy. Đúng không? Đấy. Nào, ở đây có những em nào đang có điều quan trọng cần nói không ạ? Thì các em nói to ra chứ các em đừng có thì thầm với nhau như thế nhá. Ok, ở đây có một cấu trúc đó là head better. Cái này là head đấy, không phải là would đâu. Cái này nó là head. Head better. Head better bằng với should là nên. Nên làm gì cộng với infinitive. Và đây mình còn có rather than. Rather than nghĩa là thay vì. Nó giống như là instead of, thay vì. Được chưa? Rồi, câu số 12 nào. It is claimed that new nuclear power plants to be safer than the current ones are soon built. Ok, câu này thì khá là hay. À, người ta tuyên bố rằng là khi mà nhiều bạn khi nhìn thấy cái cấu trúc này ấy, thì các bạn ấy thường hay nghĩ đến cấu trúc là should rồi cộng với lại là verb này khác. Đúng không? Nhưng mà câu này thực tế ra nó chỉ là một câu bình thường. Nó đã có that rồi và đã có chủ ngữ ở đây rồi. Ha. Và phía sau này nó lại cũng có động từ rồi. Nó có động từ rồi đây này. Đúng không? Nó có động từ rồi. Đấy, cho nên là cái chỗ này nó lại là phải giảm mệnh đề nhé. Giảm mệnh đề quan hệ. Đó là người ta tuyên bố rằng những cái nhà máy hạt nhân mới này, đúng không? Cái mà, that nhé. Cái mà này được thiết kế đúng không? Ví dụ như là ở đây có thể dùng là what that were designed. Cái mà đã được thiết kế để trở nên an toàn hơn cái cũ thì sẽ sớm được xây dựng. Ô, cái này chưa xây dựng à? Thì đây là đây cái từ thiết kế thì mình có thể dùng were được vì nó thiết kế xảy ra trước thì sao đúng không? Và sẽ được xây dựng sớm thôi đúng không? Thì có thể dùng hiện tại ở về sau này và dùng quá khứ ở đây cũng được vì động từ design có thể là design trước rồi đúng không? Nhưng mà ở đây á là nó là một cái quan trọng, nó là một cái mệnh đề quan hệ dạng bị động. Và để điền vào đây thì mình chỉ cần giảm mệnh đề là xong. Và để giảm rất đơn giản, đó là cái này nó đang là bị động thì mình giảm còn phân từ hai, desired. Được chưa? Nên những bạn nào mà chọn D này là những bạn không thèm nhìn ở phía sau này là nhìn thấy có động từ ở đây. Đấy, và cái này là một cái lỗi rất là nguy hiểm, rất là trầm trọng, là không chịu nhìn hết câu, không chịu đọc kỹ câu thì không bao giờ làm tốt được đâu nhá. Được chưa? Các em comment giúp cô nhé. Ok không ạ? Ok không ạ? Ok nhá. Rồi. Câu số 13. When he asked to go in, we outside the exam room for over half an hour. Cái này thì phải dịch được nhanh. Cái tình huống ở đây là gì? Khi mà anh ta cho chúng tôi vào, vì cái động từ let này là cho phép đúng không? Thì là chúng tôi đã đứng bên ngoài phòng thi là hơn nửa tiếng rồi. Đúng không? Half an hour nhé. Thì ấy là khi mà cho phép chúng tôi vào là chúng tôi đã đứng chờ ở ngoài cửa hơn nửa tiếng rồi, tức là một hành động xảy ra trong quá khứ. Người ta đang kể lại đúng không? Và với cái gì ạ? Cái việc cho phép này là trong quá khứ. Thì cái hành động mà đã xảy ra là đứng ở trước cửa nó phải xảy ra trước. Cho đến lúc đấy vẫn còn xảy ra thì nó phải là quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Đúng không? Let là quá khứ nhé. Thì cái hành động đứng nó phải là từ trước đó cho đến tận lúc cho phép đấy đúng không? Thì phải là quá khứ hoàn thành tiếp diễn nào. Đúng chưa? Đấy thì câu này chọn đáp án C thôi. Cái này là quá khứ này. Let thì quá khứ cũng là let, phân từ cũng là let. Nhưng mà để mà chuyển sang bị động thì nhớ là dùng allow thay cho let nhé. Và cái này là dùng quá khứ hoàn thành tiếp diễn là cái động từ này. Được chưa? Rồi, câu số 14 nhé. Modern skyscrapers have got a steel skeleton of beams and columns that forms a three-dimensional grid. Nói chung là tóm lại là cái này rất dài, cái này rất dài, rất kinh, vân vân, rất là các kiểu. Nhưng mà tóm lại là have got là có, đúng không? Mà nó là có thì cái này là câu hỏi đuôi. Nhìn thế này là biết câu hỏi đuôi, tag question. Và đuôi của cái have got này thì sẽ là heaven. Và cái skyscrapers này là danh từ số nhiều thì cái chỗ này nó sẽ là dây. Thế thôi, đáp án đúng là đáp án D. Đuôi của have got là haven't và cộng với lại cái chủ ngữ của nó. Được chưa? Rất là dễ. Rồi câu số 15. Câu này cũng hay, phải rất là nhạy cảm để làm câu này. Đó là cái người tổng thống thì thuyết trình nhưng mà cuối cùng thì lại thay đổi. Thì ở đây có một cái cấu trúc với lại
Was going to ở trong quá khứ như thế này. Was going to là gì? Nó là dạng quá khứ của am is hoặc are going to, là quá khứ của thế thì tương lai gần. Và cách sử dụng của cái was going to là gì? Để diễn tả một cái hành động là mình đã định làm nhưng cuối cùng mình lại không làm. Và khi mình lướt qua bốn đáp án như thế này mà mình nhìn thấy cái đáp án đi như này, chọn luôn đi, bởi vì sao? Đã định làm cái này nhưng cuối cùng là change his mind. Đã định làm cái này nhưng mà thay đổi kế hoạch. Được chưa? Thì chọn đáp án D. Ok nhá. Đã định như thế này nhưng cuối cùng lại gì? Thay đổi kế hoạch. Được chưa? Rồi. Câu số 16 nhá. You happen to visit him, give him my best wishes. Cái này là nếu rồi đúng không? Mà không có if thì dùng should thôi. Nếu. Những cái từ này đâu có đứng ở đầu câu để mà nối được dạng theo dạng liên từ đâu. Should bằng với if là câu điều kiện loại 1. Ha, câu điều kiện loại 1. Ok nhé, should bằng với if. Nếu như bạn tình cờ là gặp anh ta thì hãy cho tôi gửi lời chúc tốt đẹp nhất, đúng không ạ? Chắc chắn là rồi, rất là dễ. Should bằng với if để mình liên kết hai cái mệnh đề này lại với nhau. Câu số 17 nhé. The new supermarket is so much cheaper than the one in John Street. They do free home deliveries. Nào, cái siêu thị mới thì rẻ hơn rất là nhiều. Người ta dùng much hoặc far đối với cấp so sánh hơn để miêu tả là cái gì đấy hơn nhiều, rẻ hơn nhiều so với cái ở đường John Street. Và hơn nữa là, đúng không? Moreover là hơn nữa, consequently là kết quả, là nevertheless là tuy nhiên, bằng với however, và instead là thay vào đó. Câu này theo nghĩa không chỉ là rẻ hơn mà lại còn có cả cái dịch vụ giao hàng miễn phí tận nhà nữa, thì rõ ràng là hơn nữa, đúng không? Moreover. Moreover. Hơn nữa nhá. Rồi, câu số 18 nào. Jimmy dressed in jeans and a black leather jacket arrive at the party. His motorbike. Có nhiều con là chọn bike. Bike, đúng chưa? Bike, bike, đúng không? Bike, bike là đi bằng xe đạp, đúng không? Bike car là đi bằng gì? Đi bằng ô tô. Bike bus, đi bằng xe buýt. Bike plane, đi bằng máy bay. On thì mình có on foot, đúng không nhỉ? Và câu này ấy thì khi mà mình dùng là có một cái gì của ai đó nữa, và on once gọi là bike thì mình cũng phải dùng on, nên câu này dùng on không phải bay đâu ạ. Trời ơi, nhiều bạn làm sai quá đi. Nếu như mà là in nhá, bình thường mình đang nói là by car. Nhưng nếu như mình nói là tôi đi bằng xe của bố tôi chẳng hạn, là in my dad's car, thì lấy lại lại dùng in. Hiểu ý cô không? Nghĩa là bình thường như này dùng by car, bình thường như này dùng by bike. Nhưng nếu như có cái của ai đó thì lại dùng on, dùng in bình thường. Đấy. Jimmy làm ăn vận là quần jean, áo khoác da màu đen, đúng không ạ? Đến cái bữa tiệc trong gì, trên cái xe máy của anh ấy thì phải phải là on, vì motorbike thì dùng on chứ không có ai dùng in cả, đúng không? Car thì dùng in, là motorbike thì dùng on. Rồi, câu số 19 nào. We decided not to travel the terrible weather forecast. Thì ở đây là đã có một mệnh đề rồi, phía sau này cũng sẽ là kiểu giảm mệnh đề thôi. Và thay vì để đằng trước thì nó để đằng sau. Không sao cả. Là chúng tôi quyết định là không đi nữa, vì chúng tôi đã nghe thấy về cái dự báo thời tiết vô cùng kinh khủng rồi, đúng không? Thì chúng tôi nghe thấy hai mệnh đề này cũng cùng chủ ngữ là we thôi. Chúng tôi nghe thấy thì phải chia chủ động. Cái này là bị động này, sai này. Cái này cũng là bị động này, sai này. Cái này là bị động của infinitive nguyên mẫu, và cái này là bị động của danh động từ. Đúng không? Thế nhưng mà cái này thì mình dùng mình cái này, cái câu này á, là mình sẽ dùng phân tử ha, mà mình không dùng to sau dấu phẩy như thế này đâu. To này để thể hiện mục đích gì thì không phải. Câu này thì mình sẽ dùng đáp án A, tức là having heard ở đây lúc này ấy, nó sẽ là giảm mệnh đề theo dạng là để mình thể hiện cái lý do là because vì nhá, because we had heard. Cái đi xác định là trong quá khứ, thì had heard này là quá khứ hoàn thành, để thể hiện cái hành động là cái này xảy ra trước, là bởi vì chúng tôi đã nghe thấy trước về cái này rồi nên chúng tôi đã quyết định là không đi nữa. Cái câu này mình giảm đi sẽ còn là having heard, được chưa? Và khi đã having heard cái này là we decided not to travel, hoặc là we decided not to travel having heard the terrible weather forecast đều được. Thế nhá. Và câu cuối cùng trong cái buổi livestream ngày hôm nay thì cô sẽ chữa tiếp một câu nữa. Câu này, nếu như mình chọn despite thì không có đi với of ha.
Despite bằng với in spite of và cộng với lại là danh từ hoặc là verb in như thế này cũng vẫn được. Nhưng cái này mang nghĩa là bất chấp cái việc là cô ấy ghen tị, đúng không? Nhưng mà cái câu này thì sai, đang đang là sai rồi. Sai đáp án C nhé. Câu đáp án B này là nếu nếu cô ấy sẽ cảm thấy ghen tị thì cũng không phải, không có cái cấu trúc về câu điều kiện như thế này. Đáp án D, trong trường hợp cô ấy cảm thấy ghen tị mà cô ấy lại thành công trong việc che giấu cái cảm xúc của mình thì nghĩa nó rất là tồi, đúng không? Câu này có nghĩa là mặc dù là cảm thấy ghen tị như thế nhưng mà vẫn cứ thành công. Như vậy là hai cái mệnh đề này mang nghĩa đối lập nhau. Mặc dù rất là ghen tị nhưng vẫn thành công trong việc là che giấu đi cái cảm xúc của mình. Vậy thì ở đây mình sẽ phải lựa chọn cái cấu trúc là gì đây? Lựa chọn cấu trúc với sự đối lập đúng không? Thì mình sẽ dùng đáp án A. However nhé. Cộng với lại là tính từ hoặc là trạng từ. Cộng với chủ ngữ, cộng với động từ phẩy. Và bên này có một cái mệnh đề nữa. Thì thể hiện là hai cái này sẽ đối lập với nhau. Đúng không? Mặc dù như thế nào đấy nhưng mà vẫn như thế nào đấy. Được chưa? Hoặc là các em dùng một cấu trúc khác nữa, đó là tính từ cộng với trạng từ. Cộng với S. Cộng với chủ ngữ, cộng với động từ. Và bên kia là dùng với clause cũng vẫn được luôn. Có nghĩa là thay vì là however jealous she felt, các em có thể bằng nhé. Bằng này. Jealous as she felt. She managed to hide her feelings. Thì cũng vẫn ok. Thì đấy là cái cách để chúng ta viết này, cái những cái cấu trúc mà thể hiện cái sự đối lập. Ok chưa? Thì đây là 20 câu. Không biết là các em có thắc mắc câu nào không nhỉ? Không. Hay quá. Hay quá đúng không? Ok nhá. Em ơi, như vậy là trong buổi tối ngày hôm nay thì cô Phương đã chữa cho chúng ta một cái đề ôn tập tổng ôn ngữ pháp như thế này, và cô nghĩ rằng ở đây là một tiết học rất là quan trọng. Những tiết như này đều sẽ vô cùng quan trọng để các em có thể đạt được điểm số cao trong kỳ thi của mình, đúng không? Và cô sẽ còn livestream khá là nhiều những cái tiết như thế này trong tháng 11 này, và đây là một cái tháng mà cô đặt trọng tâm để các em củng cố về ngữ pháp tiếng Anh cho kỳ thi trung học quốc gia. Và chúng ta sẽ làm sao mà mình có thể khai thác, mình có thể khai thác được hết tất cả các cái câu hỏi ngữ pháp trong đề, là mình phải làm đúng hết thì điểm mới cao được ha. Đó thì bây giờ các em có thể nghỉ ngơi hoặc là học các môn khác, hoặc là nghỉ ngơi đi để ngày mai mình học tiếp nha. Nhớ giúp cô đó là tháng này cô sẽ có cái khóa S30C, là cái khóa học mà cô sẽ tổng ôn ngữ pháp theo cái kiểu như thế này. Thì mỗi ngày thì mình sẽ có một cái bài. Đấy thì ở trên Facebook thì thi thoảng cậu sẽ livestream từ cái khóa S30C này. Còn S30C thì các em sẽ được học mỗi ngày một bài luôn. Và mỗi ngày một bài, và một bài của mình sẽ khoảng tầm 30 đến 35 câu, nhiều hơn một chút. Và ngoài ra nữa mình sẽ có thêm một cái bài thi online nữa. Và chỉ cần một tháng thôi là các em sẽ có thể chinh chiến toàn bộ các cái câu hỏi ngữ pháp tiếng Anh ở trong đề. Sang tháng 12 thì cô sẽ chuyển sang phần đọc hiểu, rồi một số những cái chuyên đề khác nữa ở trong đề thi của chúng ta ấy. Vì thế nên là cô muốn là cái tháng này thì mình sẽ ôn tập thật là kỹ phần ngữ pháp và kết thúc toàn bộ cái phần ngữ pháp ở đây. Đúng không? Nên trong tháng này mình sẽ học rất là nhiều ngữ pháp các em nhá. Ok nhá. Và những bạn nào quan tâm đến S30C thì các em hãy để lại comment ở đây, thì các bạn tư vấn của cô Phương ấy sẽ tư vấn cho các em cái khóa này. Ok nhá. Alright. Cảm ơn tất cả các em rất là nhiều. Hẹn gặp lại các em trong buổi học tiếp theo. Ok nhá. Cho đến trước khi khóa S30C khai giảng thì cô sẽ livestream khá là nhiều. Và các em, sau đó mà khi S30C khai giảng thì thi thoảng cô sẽ cũng sẽ livestream ở cả hai, ở cả nhóm kín lẫn là ở Facebook để cho các em có thể học nữa. Ok nhá. Good night. Cảm ơn tất cả các em.